Vâng, đây là cái cây khế của ông cậu kìa, ông cậu thứ năm của mình nè, đó. Ông trồng dưới đất nè, đó. Ông không biết uống cái gì ông cắt nè. Đó, ông cắt đó. Khế rất là đẹp nhưng mà ông cũng không biết chơi kiểu gì hết. Đó, ông trồng dưới đất nè. Đó, ông cắt ngắn 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 đại vậy đó. Khế ha. Rất lâu năm rồi, ông nói đó là mấy chục năm rồi đó. Ông trồng lâu lắm rồi. Hồi vậy. Hồi vậy. Đó. Khủng. Các bạn, đây là trà Phúc Kiến nè, bụp sụm nè. Đó, đây là bụp sụm nè. Trồng là hàng rào nha. Rất là nhiều nha. Đây các bạn, đây thì cái hoa sứ nè. Đó, hoa sứ của nhà nè. Đó, bông rất là nhiều ha. Thì cái hoa sứ này các bạn muốn nó có hoa mà nó nở đều mà nó đồng loạt như vậy á, thì anh ba của mình á, anh nói là tháng 10 các bạn cắt hết các nhánh ha. Cắt hết tất cả các nhánh rồi chúng ta ngưng nước một thời gian rồi chúng ta bón phân vô nước lại thì hoa sứ nó ra rất là nhiều, các bạn thấy đó, rất là nhiều bông. Ở đây nữa. Ở đây cũng có một cây nữa nhưng mà ít hơn bên kia. Ở đây thì nụ thì rất là nhiều nhưng mà chưa có nở kịp đó. Hoa sứ rất là đẹp giống hoa hồng ha. Đây nữa, đây cũng là sứ nữa, sứ vàng ha. Đây này, sứ là truyền thống nè. Còn đây là cây sứ kỳ duyên. Hoa màu hồng đó, thì uống theo cái kiểu bonsai tàn bonsai. Ở đây các bạn, đây là cây sung đó, sung cái này thì không có ép trái gì hết các bạn, nhưng mà trái này là trái tự nhiên các bạn ơi. Đây nè, đó, sung ra trái tự nhiên, cỏ mọc rất là nhiều. Thì cái sung này cũng rất là già rồi, rất là lâu rồi. Thì các bạn biết á, cái sung á thì mình làm tàn rất là khó ha. Nó rất là dễ bị bỏ cành nên chủ yếu là nuôi tàn thiên nhiên. Uống thì uống nhẹ thôi. Đó, đây là trái nè. Này trái tự nhiên chứ cũng không có cắt ép gì hết. Rồi, đây nữa, đây là sứ nữa. Đó, sứ. Đây cũng sứ nữa. Thì trồng cũng rất là nhiều sứ. Đây. Sứ trắng. Ở đây các bạn, đây là cái gốc gốc cần thăng ha. Gốc này thì rất là lâu rồi. Trồng cũng có mười mấy năm rồi. Từ cái lúc cây còn nhỏ các bạn mà nó rất là sần sùi nữa ha. Có cái tàn rơi cũng rất là đẹp. Đây, thì còn đây là cái sứ sứ con á, sứ mà mình ươm hạt các bạn. Thì sau hơn khoảng 3 tháng thì nó lên được như vậy các bạn ha. Đây nữa nè. Đây nè, đó, đây là sứ sứ con ha, ươm hạt ha. Cái giống này là giống của kỳ duyên với cái cây mà màu đỏ đỏ nãy các bạn thấy đó. Ở đây nữa, đây chia sẻ các bạn một cái cây hoa giấy, đó. Có một cái tàn lắc, thân lắc rất là đã. Bông ha. Đây các bạn nó xà bạn thấy nè, đó. Hoa giấy các bạn. Hoa giấy ha. Đây là cây bụm sụm nè các bạn. Bụm sụm nè. Bụm sụm thì có nó có hoa nha các bạn. Hoa nó trắng trắng nè, có trái luôn nữa. Đó, bụm sụm á. Đây chia sẻ với bạn, đây là cây xanh. Cây xanh. Đó, cây xanh. Đây là cây cây da Nhật. Ở góc kia là cái cây cũng là cây da Nhật luôn. Còn đây là cây lộc vừng. Đây là công viên. Công viên này là công viên bonsai mini tầm trung. Để quay lại cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái công viên. Cái kệ. Đây nè. Đó, thì sau này mình cũng làm một cái kệ giống ông anh mình. Đó, đây là ông anh thứ ba của mình. Anh chơi
ảnh rất là rộng nên có rất là nhiều không gian để chơi. Đó. Đây mini không nhỏ nhỏ.